Thịt bọc trứng lòng đào chiên xù xin được phép bắt đầu ạ. Đầu tiên bắt một nồi nước để luộc trứng trước, trong vòng 3 phút cho tới 4 phút là nó sẽ đảm bảo lòng đào. 3 phút. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần thịt. Mình sẽ bỏ thịt vào một cái tô. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái lòng trắng trứng. Mình đập trứng vào. Trộn chung với thịt. Nó nhỏ nhỏ thôi để em nghe đầu bếp cho bạn kia nghe. Sau đó chúng ta sẽ lấy một chút bột năng trộn cùng thịt. Bỏ vào nghe nha, nhưng không có nghe được. Lấy một bột năng cho vào thịt. Tại tập trung nghe. Một thìa bột năng. Sau đó thì với cái phần thịt này chúng ta sẽ cho khoảng một thìa hạt nêm để trộn vào cùng. Một thìa hạt nêm mỗi thịt. Xong rồi. Ủa nãy giờ nói gì quên rồi. Sau đó mình sẽ trộn đều thịt lên. Cho hạt nêm vô. Chị phải tả cho đồng đội chị nghe nữa. Vô đây nè. Đập vô em nặng giùm chưa? Bỏ một miếng nào. Bột nêm rồi quậy đều lên. Đang tán cho đều lên đó. Tán cho mà tán chạy khắp thắc lát gì đó. Tán chạy khắp thắc lát. Rồi. Chúng ta đổ dầu ăn vào một nồi. Đổ dầu ăn vào một, dầu ăn vào một nồi khác. Còn một có một cái nồi là mình luộc ba cái trứng để 3 con tiếng mình mới lấy ra. Rồi sau đó trộn lại với nhau. Sau đó là bắt một cái nồi. Nói gì đó quá trời luôn. Một thìa bột nêm là thìa cà phê, còn thìa bột năng là thìa canh nha. À ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần trứng đánh để bọc bột. Em hiểu rồi. Tức là hỗn hợp thịt này anh sẽ bỏ vô trứng, xong đó anh không, sẽ không, mình lấy hai cái trứng. Cái hỗn hợp thịt này bọc và lấy quả trứng lòng đào. Trứng lòng đào sau đó mới nhúng vô. Nhúng vô cái trứng đã đánh lên. Rồi sau lại bỏ vô một bột năng. Bột mì. Bột mì. Sau đó lại bỏ ngược lại trứng. Sau đó lăn qua bột chiên xù. Sau đó mới chiên. Ê, tính ra là mấy lớp cái này khó lắm luôn á. Bột mì là mình pha nước để lăn. Không, bột mì không bột pha mì gì á. Để khô. Mình lăn cái cục thịt đã được bọc trứng qua. Sau đó mình lăn vào bột mì. Em nghe rồi, anh làm nhanh lên. Mọi người bình tĩnh. Cái gì vậy? Không, phải đâu. Nãy giờ em nói á. Mình bột năng thì mình để pha với lại thịt. Bột mì thì mới lăn qua. Rồi. Nhưng mà món này quan trọng nhất là cái thời gian mà canh trứng lòng đào nè. Đúng rồi. Bột mì. Ok, và bây giờ đã đủ 3 phút. Vớt trứng ra. Và sau đó khi vớt trứng ra thì các bạn ngâm vào nước lạnh. Hiểu. Trứng, thịt, lăn vào hỗn hợp, lăn bột mì, lăn hỗn hợp. Và sau đó thì mọi người hãy tỉ mỉ bóc quả trứng ra. Chắc là công chúa em đang đi thưởng ngoạn cảnh đẹp rồi đúng không? Sau đó thì chúng ta hãy lấy thịt bọc quả trứng thật là mỏng càng giỏi. Vớt trứng ra xong rồi lột ra, xong rồi lấy thịt, xong rồi dẹp ra. Dẹp. Bỏ trứng ở giữa. Bỏ tròn lại. Trời khó quá, tôi không có dính. Không, cái này là độ khéo tay của mọi người thôi. Trời bây giờ phải ghi nhớ lại nè. Khó lắm á Tài ơi. Nạp dữ liệu. Lấy thịt, cuốn tròn cái trứng ở trong. Dạ sau rồi. Sau đó là bỏ vô lăn bột. Mì, nước gà. Dạ. Bỏ vô cái trứng nước gà đó. Cái là cái gì vậy? Lăn vô cái này cái gì? Bột phù. Lăn vô cái này nữa nha Tài nha. Cái là cái gì vậy? Cái này bột phù, bột phù. Mình phải lăn cái nó nữa cho nó khô xong rồi làm mình nó chiên. Rồi bỏ vô cái thìa mà để mà đun xuống dầu á. Cái giá. Chiên bao lâu rồi? Chiên bao lâu chiên rồi? Là anh đun dầu lúc nãy giờ đúng rồi. Và để lửa nhỏ để bao nhiêu phút anh ơi? Để đến khi nào mọi người thấy chín là vừa. Không phải lâu hơn. 2 phút. Mình làm một cái thôi được rồi. Xong rồi. Lấy tay bóp vô dầu. Ok. Và yêu cầu cho mỗi đội là làm 2 trứng nha. Phải dùng bằng tay nha. Hai trái không? Yeah. Chết rồi Tài ơi, ăn bắp anh học bài dữ lắm. Giống như cơm gà xối mỡ ấy, thì các bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn, không phải lập trứng. Tài, không mấy hai anh em mình lấy trứng mà đập đôi đâu, chiên ốp la luôn đi. Dễ đúng không? Ăn nhanh nữa, mà đỡ gia vị. Khó. Nãy giờ nghe nói rồi công thức đập vô đầu mà muốn bạc tóc luôn nè. Không, em nhớ rồi. Kể nghe. Thôi, ngu vậy. Em nè, cái bé này, sao á. Mình tưới dầu lên khi nào mà nó vàng thôi, mình mới thấy ra. Chiên 2 phút đúng không anh? Chiên 2 phút, thực ra là quan trọng là các bạn bọc thịt dày bao nhiêu. Đúng rồi. Quan trọng là chị bọc thịt dày hay là mỏng nữa. Hả? Quan trọng là chị bọc thịt dày hay mỏng nữa. Nghe rồi đúng không? Nghe rồi. Ở đây đồ khác mà đúng không? Quên. Vớt ra, giờ vớt ra. Rồi sao nó dễ thương vậy? Nhiệm vụ của mình. Không, em nhớ rồi, em nhớ rồi. Quả trứng nó đẹp như vậy đó bắp. Ok. Đón xem căn bếp vui nhộn vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.